chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với khóa học cách làm bánh bao nhân sầu riêng trứng muối. Mình xin tự giới thiệu, mình là Lê Thị Xuân. Hiện tại mình đang làm một nhà thiết kế đồ họa. Tuy nhiên mình có một niềm đam mê rất mãnh liệt đối với bánh ngọt. Vì vậy là mình đã theo đuổi cái dòng bánh ngọt đã khoảng 3 năm nay. Và hiện tại mình đang sở hữu cho mình một kênh YouTube nho nhỏ có tên là Nhi Chan. Trên kênh YouTube của mình thường xuyên chia sẻ những công thức và những kinh nghiệm làm bánh ngọt. Thời gian vừa qua mình đã cho ra mắt hai khóa học, đó chính là khóa học tuyệt chiêu làm bánh không cần lò nướng và khóa học bí kíp làm 30 loại bánh cupcake. Đối với những bạn bắt đầu bước chân vào lĩnh vực làm bánh thì mình nghĩ rằng hai khóa học vừa qua đã giúp các bạn hiểu rõ hơn phần nào về nguyên lý, các nguyên liệu cơ bản trong việc làm bánh ngọt. Trong khóa học cách làm bánh bao nhân sầu riêng trứng muối này, các bạn sẽ có thể học được thêm nhiều kỹ thuật khác, ví dụ như là kỹ thuật ủ bột, kỹ thuật nhào bột và kỹ thuật làm ra nhân bánh sầu riêng trứng muối rất là thơm ngon nữa. Đặc biệt là những nguyên liệu để làm ra chiếc bánh bao nhân trứng muối sầu riêng này là những nguyên liệu hoàn toàn dễ tìm thấy ở các cửa hàng hay là các siêu thị tại Việt Nam. Loại bánh bao nhân sầu riêng trứng muối này hiện tại đang rất là hot trên thị trường. Biết đâu các bạn có thể bắt kịp trend sau khi học khóa học này xong và có thể kinh doanh online tại nhà để kiếm thêm thu nhập từ những chiếc bánh bao nhân sầu riêng trứng muối nhỏ xinh và cực kỳ hấp dẫn này. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học nhé!